Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì trong buổi kể chuyện ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đi đến tập tiếp theo của bộ Chuyện Ma Quỷ Cốt. Ở tập trước thì khi mà thầy Sáu Đảm và sư thầy đã đến và chắn yểm mộ của bác Năm Hên. Sau khi mà chắn xong á, thì sư thầy phải về lại chùa và đi một cái nơi khá là xa để làm cái việc riêng của thầy. Còn về thầy Sáu Đảm á, thì qua ngày hôm sau thầy còn ở lại, và thầy ở lại khoảng một tuần thì sau đó thầy mới trở về nhà. Thì khi mà thầy Sáu Đảm trở về nhà, hôm đó là thầy đi vào cái giờ sáng, vào đến khoảng là giờ chiều thì mới về tới nhà. Bởi vì nhà của thầy Sáu Đảm á, thì cách sớm 10 đắc khoảng 50 cây số. Và phương tiện khi đó đi đứng còn rất là khó khăn, phải đi quá gian từ cái ghe này qua cái ghe nọ, bởi vì thầy Sáu Đảm mà không muốn làm phiền mọi người ở sớm 10 đắc nữa, thầy muốn đi về một mình. Thì khi mà thầy về tới nhà thì trời cũng đã chiều rồi. Căn nhà của thầy Sáu Đảm nằm ở một cái khu vực ít có người qua lại, ít người sinh sống. Và đặc biệt khi mà nhờ vào nhà thầy Sáu Đảm á, thì thấy xung quanh nhà có một cái hàng cây. Và cái hàng cây này đa phần là những cây thuốc nam, nhưng mà nó nhỏ các bạn. Rồi ở phía bên ngoài nữa, ngoài cái hàng cây đó, cái hàng cây đó thì nó bao bọc xung quanh nhà. Rồi một cái hàng cây lớn ở phía bên ngoài nữa. Cho nên là khi mà dòm vào á, một cái căn nhà lá đơn sơ lại nằm trong một cái khu vực ít người qua lại. Và cái cảnh tượng có những cái hàng cây thuốc nam xung quanh nhà, thêm vào đó là bên ngoài lại có những cái hàng cây lớn nữa, thì cho người ta một cái ánh nhìn khi mà dòm vào từ phút giây ban đầu á, thì dòm vào trông thấy cái căn nhà này như có một cái gì đó rất là linh thiêng, rất là quyền bí. Thì nhà của thầy Pháp mà lại là một cái người thầy Pháp tận tụy với nghề nữa, cho nên á, là khi mà lần đầu tiên dòm thấy nhà của thầy có những cảm giác đó là cái việc hết sức là bình thường. Thì sau khi mà về nhà rồi đó, thì đây là một cái bí mật mà bản thân thầy Sáu Đảm luôn luôn giữ cho mình, cũng xem đó là một cái kỷ niệm không bao giờ quên được. Bởi vì xung quanh nhà của thầy, cái hàng cây nhỏ đó là bên dưới á, nó có một cái chặng yểm. Và cái chặng yểm này là mỗi pháp sư hành nghề vào thời điểm đó đa phần đều có. Và không phải là những cái chặng yểm đó do thầy Sáu Đảm chắn lên, mà đó là những cái thế hệ trước á. Giống như thầy của thầy Sáu Đảm chắn, thì thầy không muốn che mờ đi cái trận pháp đó, mặc dù bản thân thầy cũng có thể là bài được một cái trận pháp y như vậy và mới hơn. Nhưng mà do thầy có cái đức tính là tôn sư, cho nên á, là mặc dù thầy của thầy đã mất rồi, nhưng mà thầy vẫn cố gắng gìn giữ những cái gì mà thầy mình đã để lại. Thì sau khi mà về tới nhà, đi vắng khoảng một tuần, thì việc đầu tiên bước vào nhà là thầy phải đi cúng tổ. Cúng tổ xong rồi, ra kiểm lại tất cả những cái vị trí của trận pháp. Đồng thời quét dọn nhà cửa, thì đến khoảng chừng là 7 giờ tối hơn thì thầy đã thấm mệt rồi. Ăn qua lo một chút gì đó, thầy Sáu Đảm là bước vào phòng của mình để mà ngủ, lấy lại cái năng lượng mà mình đã tiêu hao trong mấy ngày nay. Thì khi mà thầy nằm ngủ thì thầy thấy một cái giấc mơ. Một cái giấc mơ này rất là lạ lùng, là thầy Sáu Đảm thấy thầy đang đi trên một cái con đường, con đường rất là nhanh. Và đến khi mà mọi thứ xung quanh hiển hiện ra trước mắt thầy, thì đó lại chính là căn nhà của thiên. Bản thân là thầy Pháp, cho nên thầy Sáu Đảm nhận định được là mình đang nằm mơ hay là giữa đời thực. Thì thầy biết, và thầy biết rằng á, thầy đang nằm mơ. Bởi vậy thầy phải âm thầm nghĩ trong đầu, mình đang nằm mơ, nhưng tại sao lại đến chỗ này? Linh tính cũng như là những cái điềm báo đối với những cái thầy Pháp á, thì là một cái điều rất là chính xác. Thầy Pháp không tự dưng mà mơ những cái giấc mơ có liên quan đến những cái câu chuyện khác. Thì lúc này khi thầy đang đứng phân vân và dòm vào nhà thiên đó, thì bất ngờ một hình ảnh xuất hiện. Và hình ảnh này đối với thầy là có quen biết. Một vong hồn xuất hiện trước mắt thầy khoảng chừng là 10 bước chân, giống như thể nó đứng ở giữa thầy và cánh cửa nhà của thiên vậy.
Và vong hồn này không ai khác chính là vong hồn của ông Năm Ngã. Ông Năm Ngã như đã biết là khi mà ông còn sống á, ông làm cái nghề thầy pháp, và thầy Sao Đảm cũng có lần đến để mà trò chuyện với thầy Năm Ngã, nhưng mà do hai người á nhận ra là có một cái đạo của họ là không có như nhau, và cái lối suy nghĩ cũng như là cái cách hành xử á nó không hợp nhau, cho nên là sau đó thầy Sao Đảm không có đến nữa. Nhưng mà thầy nhớ rất là rõ ràng khuôn mặt của thầy Năm Ngã, bởi vì cùng là thầy pháp với nhau, đặc biệt thầy Năm Ngã cũng là một cái thầy có chút tiếng tăm, cho nên á là thầy Năm Ngã và thầy Sao Đảm thì hai người đều biết lẫn nhau hết. Thầy Năm Ngã thì đã mất cách đây hơn 10 năm rồi, mà tại sao bây giờ lại xuất hiện cái vong hồn ở trước cửa nhà nhưng mà lại quay lưng lại với thầy Sao Đảm? Thầy Sao Đảm suy nghĩ trong đầu á, giấc mơ này chắc chắn là vong hồn của Năm Ngã đã dẫn dắt mình tới đây. Nhưng tại sao ông ta dẫn dắt mình tới đây mà không nói một lời, lại đứng im bên đó? Và hình như ánh mắt của ông ta là đang dòm vào ở ngay cái cửa chính trong nhà của Thiên. Ánh mắt ông ta từ khi xuất hiện đến giờ không bao giờ rời khỏi cánh cửa chính đó, khiến cho thầy Sao Đảm đặt ra nhiều cái nghi vấn. Nhưng mà bản thân thầy á đã hỏi mấy lần rồi, cố gắng dặn hỏi mấy lần, nhưng mà thầy Năm Ngã vẫn không hề có một cái lời đáp trả nào cả. Và ánh mắt luôn luôn dòm vào phía cánh cửa. Một lúc sau thì bỗng nhiên là gió xung quanh á nó bốc lên rất là mạnh, gió thổi rất là mạnh. Và thầy Năm Ngã giống như ông ta đang rất là e sợ một cái điều gì đó. Lúc này ông ta mới chỉ tay vào cánh cửa và nói rằng: thằng Thiên. Thì sau khi nói cái tiếng thằng Thiên đó xong rồi thì ông ta lại hoảng hốt và biến mất ngay, giống như thể là ông ta đang chạy trốn và đang tránh né một cái thứ gì đó cực kỳ ghê rợn. Thầy Sao Đảm á mới la lên, là thầy nói rằng á: thầy Năm Ngã, nếu có chuyện gì ông nói cho tôi biết đi. Thì vang vang trong gió, âm thanh của thầy Sao Đảm, thầy Năm Ngã rất là gấp gáp và không nói thêm một cái lời lẽ gì cả, mà trong đó chỉ nói duy nhất cái từ khi nãy: thằng Thiên. Thì sau dứt cái tiếng đó, thầy Sao Đảm cũng giật mình tỉnh dậy. Và khi mà thầy tỉnh dậy rồi đó thì cả người thầy mồ hôi mồ côi kêu bằng nó đổ đầy hết trơn, nhưng mà thầy không có quan tâm. Thầy đang cố gắng kiểm nghiệm lại cái giấc mơ của mình và không muốn rằng mình quên đi một cái chi tiết nào đó sẽ ảnh hưởng đến cái những cái việc sau này. Sau khi đã cố gắng hoàn thiện lại cái giấc mơ và đúc kết cái giấc mơ mình một cách toàn diện rồi, thì thầy Sao Đảm mới bước xuống và với cái vẻ mặt khẩn trương á, thầy đi ngay lại bàn thờ tổ, thắp nhang lên cúng kiến, và sau đó thầy lấy ra mấy đạo bùa, một chén nước và một cái mây rùa cộng mấy cái đồng xu. Thầy lập một cái bàn hương án, thầy ngồi trước bàn thờ tổ và khấn nguyện. Thầy biết rằng cái linh ứng của thầy pháp không bao giờ sai, và bản thân thầy á cho rằng cái giấc mơ này là một cái điềm báo gì đó, và vong hồn của thầy Năm Ngã đang muốn cho thầy biết một cái điều gì đó rất là hệ trọng, nhưng mà bản thân ông ta thì không thể nào nói ra được. Thì cái việc mà xem bói á các bạn, đối với thầy pháp thì bói toán về chính bản thân mình là một cái điều kiêng kỵ, cũng như là bói toán những cái việc mà liên quan đến bản thân mình cũng là một cái điều kiêng kỵ. Tuy là biết được hoàn toàn những cái điều đó, nhưng thầy Sao Đảm vẫn muốn bói, bởi vì linh tính mách bảo cho thầy biết một cái sự việc gì nó rất khủng khiếp, nó đang sắp sửa xảy ra. Thầy mới ngồi xuống và bắt đầu gieo 5 lần quẻ bói. Gieo 5 quẻ bói xong rồi thì thầy Sao Đảm gần như là kiệt sức các bạn, bởi vì cái việc bói toán này nó làm cho thầy mất đi khá là nhiều, mình có thể nói là cái từ pháp thuật đi cho nó dễ mường tượng ra. Pháp thuật và tinh lực của thầy Sao Đảm cũng theo 5 lần quẻ đó mà kiệt sức. Thì sau khi mà bói xong, thầy thều thào với cái hơi thở yếu ớt, thầy nhỏ giọng: không hoàn toàn bói ra được, nhưng xem ra sắp có đại họa giáng xuống rồi. Thì không biết
cái đại quả trong lời nói của thầy Sáu Đảm nó như thế nào. Nhưng mà xem ra bản thân của thầy Sáu Đảm vẫn không biết chính xác được cái đại quả đó đến từ đâu và nhằm một cái đích gì. Thì trước mắt chúng ta không biết được, và ngay cả thầy Sáu Đảm cũng không biết được, ông chỉ là một cái linh tính mắc bảo và ông gieo một cái quả, một cái vẻ bói, và cái vẻ bói đó cũng không cho ông thấy được hoàn toàn cái sự việc, nó rất là mơ hồ. Thì chúng ta sẽ không nhận định ra được cái gì cả. Nhưng mà ít nhất cũng có một cái điểm nghi vấn nằm ở chỗ là tại sao lại thấy ông Năm Ngã mà lại thấy trước mặt nhà của Thiên nữa. Thì đó là một nghi vấn. Nhưng các bạn nên biết vào thời điểm này thì sức lực của thầy Sáu Đảm gần như là cạn kiệt. Ít nhất cũng phải cả tháng thì ông mới có thể lấy lại cái sức lực, cái tinh lực cũng như là cái pháp thuật của mình. Rồi, tạm thời không nói chuyện của thầy Sáu Đảm về cái giấc mơ của ông nữa. Chúng ta lại quay trở lại sớm ông Mười Đất. Thì từ khi chắn mộ của bác Năm Hên được khoảng nửa tháng, có nghĩa là thầy Sáu Đảm đã dời khỏi sớm Mười Đất được một tuần đó. Tại ông ở đây một tuần, sau đó ông về. Thì sau một tuần nữa là nửa tháng. Thì trong nửa tháng nay, mọi việc ở sớm ông Mười Đất rất là yên bình. Nhưng đôi khi có những chuyện trước một cái cơn giông bão thì đó là những cái lúc mà yên bình nhất. Út Hiền và Thành thì hai vợ chồng á, từ khi mà thầy Sáu Đảm giao về rồi thì hai vợ chồng luôn túc trực cả ngày lẫn đêm để mà cầu những cái bài kinh của sư thầy để lại cho hai người, và khấn vái vào ban đêm ban hôm gì cũng đi ra hết trơn, và muốn chứng minh cho mọi người biết á là mẹ mình đã không còn quấy phá nữa. Thì với cái tấm chân thành, một cái lòng hiếu thảo lớn như vậy, bà con hàng xóm người ta ít nhiều cũng động lòng, cho nên người ta cũng không muốn nhắc tới cái việc mà bác Năm Hên đã bắt hồn bao nhiêu mạng. Thì ở gần đó cỡ hơn một cây số thì có nhà của vợ chồng bác Bảy. Vợ chồng bác Bảy thì nhà cửa là khá giả nha các bạn, có của ăn của để. Thì vợ chồng của bác Bảy á, có một có đứa con gái duy nhất, năm nay đã 28 tuổi rồi và tên là Đào. Vợ chồng bác Bảy thì là hai cái người sống rất là có tình có nghĩa và rất là có đạo đức bản thân. Và đồng thời con gái của hai người cũng là một cái người mà hiền lành, hiếu thảo và rất là thương người. Có thể nói cả gia đình của bác Bảy là một cái gia đình giàu lòng nhân đức. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây, tại sao một cái gia đình giàu lòng nhân đức và có của ăn của để, thêm vào đó là Đào lại siêng năng giỏi giang hiền lành và lại xinh đẹp nữa, mà tại sao đến 28 tuổi rồi vẫn chưa có chồng? Lý do thì là có, và chỉ có một liều nguyên nhân duy nhất thôi, đó là Đào không muốn lấy chồng sớm để cho cha mẹ mình ở nhà theo kiểu là cô đơn. Tại vì Đào biết mình là cái lẽ sống, là cái niềm vui của tía má. Lỡ mà mình lấy chồng rồi đó thì tía má sẽ rất là buồn bã, và da vô á, rồi tuổi già hắc hiu đó, thì sợ cái điều đó. Mà bản thân lại là người hiếu thảo nữa, cho nên Đào không muốn lấy chồng. Nhưng mọi chuyện á, thì nó cũng có cái kết thúc êm đẹp trong cái gia đình này, là bởi vì có một cái anh tên là Đức, thì ở nhà cũng cách đó chừng khoảng chừng là 5-6 cái số thôi. Anh Đức này thì già nhà không có giàu, và anh á, thì là con trai lớn của một cái gia đình 4 người. Anh còn một người em trai út nữa, cho nên á, là thay vì anh cưới vợ thì bây giờ anh ở dễ vẫn không thành vấn đề. Đó thì anh rất là hiền lành, tốt tính, rồi hai người nói chuyện thật thà, rồi quý mến nhau. Thì lúc đó Đào mới đồng ý, nhưng với một cái điều kiện cương quyết là bắt rễ. Mà gia đình của anh Đức á, thì cũng thuận tình theo cái điều kiện đó. Cho nên là bây giờ vợ chồng bác Năm đang rất là vui mừng, bởi vì con gái của mình sắp có một cái tấm chồng mà hai ông bà đã để ý rất là lâu và rất là hài lòng về cái chàng rể tên Đức này. Hiện tại thì chưa có tới cái ngày đám cưới, nhưng mà theo như thông tin trong gia đình á, thì ngày mai gia đình của anh Đức sẽ đi qua bên đây để mà nói chuyện với vợ chồng của bác Bảy.
Thì chiều ngày hôm nay, tối ngày hôm nay thì Đào với lại mẹ của mình phải chuẩn bị đồ để mà ngày mai gia đình bên đó qua và tiếp đãi gia đình người ta, người lớn nói chuyện với nhau về cái việc đám cưới của đôi lứa trẻ. Thì chiều hôm đó bác Bảy đang ở trước nhà và sửa lại cái cuốc. Thì cái gia đình này vui vẻ đến mức độ như thế này nè các bạn. Thì ông ngồi sửa cuốc, bà ngồi uống, bà ngồi vá những cái áo, rồi Đào thì ngồi kế bên, rót nước cho cha mẹ thì ngồi nói chuyện và làm một ít cái công việc lặt vặt. Họ nói chuyện với nhau rất là vui. Và bác Bảy á mới nói với vợ là bây giờ con Đào á nó sắp có chồng rồi. Thiệt chứ, tôi mừng quá bà ơi. Chứ sao ông, nào vợ kia nó lấy chồng nó không chịu, cũng vì nó thương tôi với ông. Mà 28 tuổi đầu rồi, tôi cứ sợ nó ế chồng cặn. Thì Đào mới chen vào. Dạ có gì đâu. Nếu mà ế á mà con được ở nhà với cha mẹ, với tía má, con được chăm sóc tía má lúc tuổi già, bao nhiêu đó là con mãn nguyện lắm rồi. Bác Bảy mới cười. Ờ tổ cha mày, nôi nằng á, nịnh nọt y như mẹ mày vậy. Ủa bộ mẹ con hồi đó là nịnh nào nọt cha dữ lắm hả, nịnh nọt tía dữ lắm hả tía? Ừ chơi gì nữa à mày. Ông này nói như vậy cho con cái nó cười tôi. Tôi nịnh nọt ông hồi nào? Ờ, nếu mà ông nói tôi nịnh nọt ông á thì thôi, ông khỏi ăn cái nồi mắm kho cà ở bên trong đi. Mắc công á, ông ăn xong rồi ông lại nói là tôi nịnh nọt ông, cho nên là mới làm một cái món ông khoái khẩu. Ờ, thôi. Sao mà làm như vậy được? Thôi. Tôi dẹp cái cuốc, tôi chạy vô sau nhà bắt cái nồi mắm kho lên cho chắc ăn. Thì ông mới bỏ cái cuốc sang một bên và lấp súp chạy vào phía sau nhà lấy cái nồi mắm kho cà đó, là để lên bếp và bắt đầu là nhúm lửa để mà chụm. Thì do là hồi nào giờ á, tuy là dân miền Tây nhưng mà bác Bảy thì cái việc mà bếp núc ở trong nhà đã có vợ lo một cách chu đáo và sau này có cả Đào, cho nên là cái việc đó nó hoàn mỹ rồi. Ông không có đụng vào việc bếp núc, cho nên là bây giờ là ông đốt hoài đất hoài không cháy. Ông lụm khụm, ông qua lợi, ông lúng túng rồi xong rồi ông mới la lên. Giúp tôi coi bà ơi, tôi làm không được rồi. Thì lúc này mẹ con của Đào mới dòm nhau mà cười. Rồi đi vào trong nhà để phụ giúp cho bác Bảy. Thì cái tiếng cười cộng với những cái lời nói trong nhà này nó vang lên một cái vẻ hạnh phúc. Có thể nói thì gia đình của ông vợ chồng của bác Bảy á là một cái gia đình có thể nói là hoàn mỹ nhất trong cái xóm ông Mười Đắc này. Cha từ, con hiếu, mẹ hiền, dễ thảo. Cái cụm từ này có thể là đặt vào trong gia đình của vợ chồng bác Bảy là thích hợp nhất nha các bạn. Thì đến trời chạng vạng tối đó, bác Bảy mới đi qua bên nhà, chuẩn bị đi qua bên nhà của bác Hai, tức là anh ruột của bác Bảy, để mời ông bác Hai ngày mai sẽ qua đây nói chuyện người lớn với nhau. Lúc đó đó, ông đi gần tới nhà rồi thì ông nghe cái tiếng tụng niệm kinh của Đào từ phía trong nhà thì ông mừng lắm các bạn. Ánh mắt ông rưng rưng và ông đưa mắt ông dòm lên trời, ông chắp tay lại á, ông khấn vái, ông nói cảm ơn trời Phật đã ban cho con một cái đứa con gái giàu lòng nhân ái như vậy. Kiếp này con mãn nguyện lắm rồi. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì ngoài cái việc thương cha thương mẹ, hiếu thảo và siêng năng giỏi giắng nết na, thì Đào còn có một cái lòng rất là bác ái và thương người. Và Đào tụng kinh không phải là Đào là một cái người ăn chay niệm Phật hay là tu hành gì, mà tụng kinh là tụng dùm cho bác Năm Hên. Đào nghĩ là chồm sớm với nhau, và khi mà xảy ra chuyện bên nhà bác Năm Hên á thì Đào vẫn hay lui tới để mà an ủi cho Út Hiền, rồi giúp đỡ cho gia đình của Thành. Và khi mà nghe sư thầy nói á là cần phải đọc những cái bộ kinh đó để cho bác Năm Hên được siêu thoát, thì Đào á mới là đi lên chùa để mà xin cái bộ kinh đó về.
Và ngày nào cũng vậy, ít nhất là một cử cho đến hai cử thì Đào sẽ tụng kinh. Tụng để hồi hướng cho bát năm hơn, chứ không phải là tụng cho bản thân mình. Và trong cái giây phút mà tối nay là mình phải chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị các thứ để ngày hôm sau bên gia đình đàn trai tới và người lớn nói chuyện với nhau về cái việc đám cưới. Có thể nói đó là một cái ngày trọng đại của một cái người con gái. Vậy mà Đào vẫn không quên, vẫn cố gắng tranh thủ thời gian tụng niệm cho vong hồn của bác Năm Hên. Mà cái vong hồn bác Năm Hên không phải bà con gì với gia đình của Đào cả, mà chỉ là hàng xóm thân thuộc với nhau. Thì bác Bảy á, đợi cho Đào đọc xong cái hồi kinh đó thì ông mới đứng đó, ông dòm con gái ông cười. Đào mới đi ra, ông mới hỏi là sao bữa nay tụng kinh giờ này vậy con? Dạ tí ơi, ngày mai á thì bên chồng của con á đi qua bên đây để mà nói chuyện người lớn với nhau. Thì con sợ á là tối nay con chuẩn bị đồ nè, con chuẩn bị đồ ăn này nọ không kịp, cho nên là con phải tụng trước. Mà bộ tía có gì hả tía? À, có gì đâu bây. Dạ, tại vì tía hay dạy con rằng á là mình bỏ một chút sức ra rồi mình giúp được cho người khác là một cái niềm vui rồi, đúng không tía? Con có cái lòng bác ái vậy á, tía mừng lắm. Cố gắng nghe con, cuộc đời á còn bao nhiêu vất vả, nhưng phải giữ cái tâm lương thiện mà sống nghe con. Dạ con biết rồi tía. Tía sắp đi đâu vậy? Tía qua nhà bác Hai Bay để mời bác sáng ngày mai qua để bàn chuyện với anh chị xui bên đó. Tía đi nhớ về sớm nghe tía. Con có gửi, con có may một cái bộ đồ nè cho con của bác Hai nè. Tía nhân tiện gửi giùm con luôn. Con lấy ra liền đi. Tía đi liền. Thì sau đó bác Bảy mới đi qua bên nhà của bác Hai. Thì đến khoảng đầu 9 giờ tối thì bác Bảy trở về nhà. Bác Bảy gái á thì đang dọn dẹp và làm những công việc với lại Đào. Thì lúc này á Đào mới thấy cha mình về là ra mừng liền. Xong sau đó là để ý và thấy là chắc là cha mình cũng uống vài ly với bác Hai. Mà tuy là ông không có xỉn, nhưng mà ông về rồi ông hơi mệt á, rồi ông mới đi vô trong buồng ông ngủ luôn. Đào mới đi ra phía sau nói với mẹ, mẹ ơi, mấy cái này thì còn một chút xíu nữa thôi, con làm chút xíu là xong hà. Mẹ coi lấy khăn nóng đắp cho tía đi. Con có nấu nước sôi sẵn rồi đó, tía nhậu xong là hay bị nhức đầu đó má. Đó đó mẹ. Trời ơi cái ông này, ngày mai là qua nói chuyện người lớn rồi vậy mà cũng nhậu nhẹt. Nhưng mà chắc là ông nhậu với bác Hai con để nhờ bác Hai ngày mai qua nói chuyện. Nói chung người lớn mà, nói chuyện với nhau có vài cái ly rượu thì nó đầm ấm hơn. Thôi để má, để mẹ vào, mẹ đắp khăn nóng cho ổng, để má công là ngày mai cái đầu còn quan gian gian á thì lại không có sáng suốt nói chuyện với người ta. Thì sau đó bác Bảy gái mới đi vào bên trong phòng và đắp khăn nóng cho bác Bảy trai. Thì Đào ở đây dọn dẹp thêm một lúc nữa, cái Đào mới nhớ ra đó là mình còn một mớ rau đang ngâm ở ngoài phía sau ao chưa có lấy lên. Trời đất ơi, có mớ rau mà cũng quên nữa, thiệt hậu đậu hết sức. Thì Đào mới lấy cái đèn dầu và đi ra phía sau ao với cái ý định là lấy bó rau. Thì cũng lấy xong bó rau rồi, đem vào bên trong rồi, trong bếp rồi. Thì Đào mới để xuống một cái vị trí nào đó để mà chuẩn bị là gác cánh cửa bếp lại xong rồi đó, thì mình sẽ lấy dao đem đi cắt. Thì mọi việc nó cũng sắp xong rồi. Thì ngay cái lúc này nè, Đào mới nghe được cái tiếng khóc phát ra từ phía cái ao. Ủa, hồi nãy mình từ cái ao đi vô đâu có nghe vậy đâu, mà sao bây giờ có cái tiếng khóc? Mà sao cái tiếng khóc này giống con út mén quá. Không lẽ con út mén lại gây gỗ với chồng nó rồi ra đây khóc? Thì tại vì hồi trước đó thì cũng đôi lần hàng xóm của Đào có một cái người con gái tên là Út Mén. Cái cô gái này thì do là có chồng sớm, và hai vợ chồng thì cái tính tình này giống như là kiểu khắc khẩu nhau, cho nên là lâu lâu cứ gây lộn. Và gây lộn rồi thì cô Mén này cũng ra cái ao của ngồi khóc, thì Đào sẽ ra ngoài đó an ủi. Và lần này nghe cái tiếng sao mà giống như là Út Mén quá, cho nên Đào nói rồi rồi chắc nó khóc nữa rồi, thôi mình đi ra mà nói chuyện nó một chút. Thì cái bản tính của Đào lương thiện vậy đó các bạn. Đó thì Đào mới cầm cái đèn và đi ra. Thì đi ra tới cái đầu ao á, gần tới cái đầu ao còn cỡ chừng là 10 thước cái ánh sáng của từ cái chiếc đèn dầu nó hắt gần tới đó, thì thấy có một người ngồi cũng cái tướng y chang như là Út Mén luôn. Thì Đào mới lên tiếng,
Ủa mén, mén hai em, sao ngồi khóc đó nữa vậy em? Phải mén không em? Dạ, thì có tiếng dạ. Thấy vậy Đào mới chắc chắn là út mén rồi. Đào mới bước ra. Đào bước ra, Đào cứ đi 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 các bạn. Mà quên nhận ra rằng, trời đất ơi, hồi nãy thấy rõ ràng là mén ở đầu ao, mà nãy giờ mình đi lâu rồi mà sao mén vẫn ở trước mặt mình, với cái khoảng cách khoảng chừng 10 bước chân như thế. Cái Đào mới giật mình, Đào quay mặt dòm xung quanh thì hỡi ơi, Đào mới có cái phần hoảng sợ các bạn, bởi vì gặp mén là phía đầu ao, mà bây giờ đã đi đến cuối ao và cách cuối ao độ chừng 20 thước rồi mà mén vẫn ở trước mặt mình. Đào mới giật mình và nhận ra một cái điều gì đó nó đang diễn ra rất là tâm linh. Đào mới sợ và theo như cái phản xạ tự nhiên á, Đào mới quay mặt dòm ngược trở lại cái nhà của mình thì thấy mình đã đi quá xa nhà rồi. Ủa vậy là con mén đâu? Thì vừa nghĩ trong đầu cái đó, Đào mới quay mặt lại để dòm con mén còn ở phía trước mặt mình nữa hay không. Thì lúc này dòm tới rồi thì mén đã mất tiêu rồi các bạn. Đào nói trời ơi chết rồi. Thì Đào biết là Đào đã gặp cái việc tâm linh ma mị rồi. Đào mới định là chạy về. Nhưng mà ngay khi định chạy về thì một cái tiếng cười khanh khách phát ra ở bên cạnh của Đào. Và đồng thời sau cái tiếng thét, cái tiếng cười đó thì một cái hình ảnh xuất hiện bên cạnh của Đào, nhưng nó lại không có đầu. Thì quá hoảng loạn và hoảng sợ các bạn, cho nên là Đào không còn phân biệt và nhận định được cái hướng nào để mà chạy vào nhà mình. Cứ vậy mà Đào chạy. Đào chạy bằng hết sức lực của mình, té lên té xuống đến như gần cạn kiệt sức lực và không thể nào có thể cố gắng tiếp tục chạy nữa. Thì lúc này Đào mới căng mắt ra và rờm ở phía trước cách mình đâu cỡ chừng là 20-30 bước á, thì ở chỗ đó hình như là có một cái nhà dành giật sự sống cho bản thân, cho nên là Đào mới cố gắng chạy lên đó. Nhưng khi mà đi đến đó rồi thì lại thêm một cái sự thất vọng tràn trề, bởi vì đó không phải là nhà mà đó là những cái nấm mộ. Quá hoảng loạn và sợ hãi, Đào quay qua quay lại ngơ ngác, ngồi bệt xuống đất mà không biết làm cách nào. Thì ngay cái lúc này, cái hình ảnh kinh dị và ghê rợn đó lại một lần nữa xuất hiện, và xuất hiện bên cạnh Đào chỉ cách Đào khoảng chừng 5 bước chân. Một cái thân hình với một cái bộ đồ trắng toát nhưng lại không có đầu, còn cái đầu của nó thì đang lơ lửng ở kế bên, tóc tai che phủ gần như là hết cả khuôn mặt nhưng không che được hai cái nanh dài quăng từ trong miệng, và nó phát ra những cái tràng cười như bóp tim và xé mặt của mình ra, vô cùng là ghê rợn luôn. Đào mới hoảng sợ và hét lên một tiếng, sau đó ngất xỉu các bạn. Thì khi mà Đào ngất xỉu như vậy, cái bóng hình đó mới từ 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 tiến lại gần của phía Đào, thì giọng cười ma quái đó vẫn không bao giờ ngớt đi. Thì không biết trời xui đất khiến làm sao, lúc này Đào lại một lần nữa giật mình thức dậy. Và khi thức dậy rồi lại đập vào mắt của mình một cái hình ảnh ghê rợn đang cười sát bên mình, chứ không còn là 5 bước chân như khi nãy nữa. Thì một lần nữa ba hồn bảy vía không tròn, Đào hét lên một tiếng rồi lại té bặt sang một bên ngất xỉu. Nhưng lần này thì ngay khi ngất xỉu á, thì cái bóng hình trước mặt của Đào lại chớp nhoáng một cái rồi lập tức biến mất, và đồng thời cả người của Đào rung lên lẩy bẩy và bật ngồi dậy. Khi mà cô bật ngồi dậy rồi á, thì cái ánh mắt của cô á, đã trở nên trắng dã rồi, và mép miệng đang mỉm ra một cái nụ cười rất là ma quái. Đồng thời cái thứ âm thanh từ trong cổ họng á, nó phát ra một cái tiếng cười rất là rùng rợn. Đào đã bị vong hồn không đầu nhập vào người. Nhưng có thể nói một câu là ở hiền gặp lành các bạn. Thì trong cái lúc mà Đào đã bị nhập, tưởng rằng là không thể nào sống nổi rồi, thì ở phía xa xa có ba bóng người xuất hiện, và người xuất hiện đầu tiên chính là sư thầy. Sư thầy đang cầm trên tay một cái tượng Phật và hét lớn lên rằng ở phía đó, nhanh tới đó. Thì ra hôm nay lại là một cái ngày hẹn khi mà sư thầy đến chỗ của Út Hiền và Thành.
Thầy đến đây để mà đúng như cái ngày hẹn để mà đi ra mộ của bác Năm Hên tụng kinh siêu độ. Nhưng khi ra tới mộ và lúc đó có cả Thành và Úc Hiền ở đó thì sư thầy lại bất ngờ hoảng sợ và la lớn lên: chết rồi, trong hồn thoát ra rồi, hai đứa mau về nhà, đóng cửa lại, bất cứ chuyện gì cũng không được đi ra. Thì lúc đó Thành và Úc Hiền là có vô số câu hỏi và thắc mắc tại sao là phải như vậy. Nhưng mà thầy không kịp thời gian, thầy không có cái cơ hội nào để mà giải thích cho hai người nghe hết. Thầy chỉ nói đơn giản một câu là hai đứa phải đi vào nhà, muốn cho vong hồn của mẹ con á được yên ổn và không có xảy ra chuyện gì á thì tụi con phải nghe lời thầy. Rồi sau đó Thành và Úc Hiền mới đành chạy về nhà và ở trong nhà. Thì sư thầy và hai người đệ tử của mình theo như cái con mắt về nhãn quan của thầy á thì thầy mới tìm, thầy chạy đi tìm. Và lúc đó thầy cũng không biết là phải tìm chỗ nào nữa, chỉ là hướng con mắt theo cái làn âm khí và quỷ khí mà thầy tìm thôi. Có thể nói á là Đào có cái thiện duyên cho nên là thầy mới tìm được, chứ không phải đơn giản mà tìm được đâu. Thì lúc này á, sư thầy mới đưa ra hai lá bùa cho hai người đệ tử của mình và hét lên rằng: nó mới nhập xác, nó chưa có hoàn toàn hành động được, hai đứa con mau chạy lại giữ xác của cô đứa gái này lại cho thầy. Thì hai người đệ tử mới chạy lại, nhờ có hai lá bùa đó mà giữ lại được cái vong quỷ trong thân xác của Đào. Thì nó gầm gừ lên và nó kêu phải thả nó ra, nếu không nó sẽ bắt hồn cả ba người. Sư thầy mới đi lại và lúc này thì mắt thấy hai người đệ tử của mình phải ráng hết sức mới có thể giữ lại được Đào. Và may mắn là cái vong quỷ đó, trước khi mà nó muốn hại một ai đó mà nhập vào hồn một ai đó, thì nó phải làm cho cái tâm trí cũng như là cái đức tin của cái người mà nó muốn hại đó bị giảm sút cả về thể chất lẫn tinh thần, thì nó mới có thể là nhập vào được. Và lúc này là chỉ mới nhập vào thôi mà Đào lại là một cái người con gái giàu cái lòng nhân đức, mà người có nhân đức á, thì lúc nào cũng có một cái hào quang gì đó để bảo hộ cho cái người nhân đức đó. Cho nên vong quỷ này mặc dù nó vẫn vào được, nhưng ít nhất là khi mà nó mới nhập á, nó chưa có thuần thạo được, nó chưa có thể là chi phối tất cả mọi cái hành động của Đào được. Và nhờ vào đó cho nên là hai người đệ tử của sư thầy mới có thêm hai cái lá bùa đó là mới giữ lại được đó các bạn. Thì lúc này sư thầy nhìn và biết rồi, cái con quỷ vô nhập vào xác của Đào nó cực kỳ ghê rợn, và đây là một cái sinh mạng của một cái cô gái hiền lành và nhân đức. Với ánh mắt của thầy thì thầy dòm được cái điều đó, bằng mọi giá thầy phải cứu người. Cho nên lúc này sư thầy mới chạy đến và ấn cái đầu, ấn cái tượng Phật á, cái đầu của tượng Phật vào ngay giữa ấn đường của Đào. Và lúc này một sư đối diện với một quỷ trong một cái thân xác một con người, hai bên có đệ tử của mình trợ lực. Nhưng sau một lúc lâu, sắc mặt của sư thầy tái xanh và đồng thời hai mắt mũi miệng của ông cũng đều rỉ ra những cái dòng máu tươi. Rồi các bạn, Bảo xin phép dừng ở đây nha. Thì không biết là sư thầy có chụp được cái vong trong thân xác của Đào hay không, và cái giấc mơ của thầy Sao Đảm về thầy Năm Ngã nó như thế nào, và tại sao vong hồn của bác Năm Hên bị chắn đó mà lại thoát ra được. Và như đã miêu tả thì cái vong hồn nhập vào Đào là thuộc cái loại vong quỷ rồi, mà đến cả thầy sư thầy á, khi mà đến gặp cũng phải quản hồn quản vía. Tại sao mới chết mà vong hồn của bác Năm Hên lại mạnh đến như vậy, bên trong có còn cái ẩn khúc gì hay không, thì Bảo xin mời các bạn cùng lắng nghe vào hai cái tập cuối sẽ được phát sóng vào thứ sáu và thứ bảy tuần sau. Hai tập cuối này sẽ giải đáp hoàn toàn những cái thắc mắc đó và sẽ hé lộ tất cả những cái nghi vấn, những cái bí ẩn mà từ trước đến giờ đã diễn ra trong suốt câu chuyện đến thời điểm này. Thì Bảo dự tính là khoảng hai tập nữa là hết các bạn, nhưng có thể nó sẽ hơn, và nếu như nó hơn thì Bảo sẽ cởi luôn cả chủ nhật để cho hoàn tất cái bộ chuyện này. Cho nên là dù gì thì vào tuần sau, thứ sáu, thứ bảy và cùng lắm là chủ nhật là sẽ hết cái bộ chuyện này. Thì để xem đến tột cùng của cái sự việc thì có liên quan gì mà tại sao vong hồn thầy Năm Ngã chết 10 năm rồi mà vẫn hiện về, và vong hồn của Trung cậu cho chân vịt á chết rồi bây giờ đi đâu. Và tiết lộ một chút xíu nữa là sắp cũng ngay cái thời điểm mà Đào
bị cái dòng quỷ nó nhập vô rồi nè, không biết là sư thầy có trị ra nổi hay không. Thì sau một lúc ở gần đó cũng xảy ra một việc rất là kinh hồn. Rồi, mọi người cùng chờ đợi với Bảo sẽ được phát sóng vào tuần sau. Còn bây giờ, Bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.